Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Hiện tại thì cái kèo Dog nó đã cho rút token về ví. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để mà rút được cái token Dog về cái ví của mình. Thì hiện tại thì nó cho mình rút về ba dạng, một là về ví OKX, hai là về Bybit và ba là về cái ví Tron trên Telegram. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em rút về ví OKX, thì anh em sẽ chọn vào cái deposit to exchange. Tiếp theo anh em sẽ chọn vào cái exchange này và ấn continue, sau đó chọn ví OKX, bấm send here. Ở đây anh em có thể chọn về Bybit cũng được, nhưng mà mình thì mình hay dùng ví OKX nên là mình sẽ rút về ví OKX. Ở đây nó hỏi anh em đã có cái tài khoản OKX hay chưa, thì nếu anh em nào chưa có tài khoản thì cái link đăng ký mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Còn anh em nào có tài khoản rồi thì mình sẽ tiến hành lấy địa chỉ để mình rút về. Thì ở đây mình đã có rồi. Đấy. Ở đây thì anh em sẽ tiến hành điền cái UID, cái địa chỉ và cái menu để mình tiến hành rút tiền. Thì lưu ý là những cái thông tin này là hoàn toàn là chính xác nhé. Đấy. Đầu tiên là cái OKX UID này. Thì để lấy được cái OKX UID thì anh em sẽ quay trở lại cái ví OKX giúp mình. Đây là cái giao diện của cái ví OKX này. Thì anh em có nhìn thấy bên trên này đấy, nó có cái dấu chấm chấm đấy, anh em chọn vào đấy. Sau đấy anh em sẽ bấm vào cái địa chỉ email của mình, cái profile để mở profile. Thì đây anh em nhìn này, bên dưới nó có cái dòng UID này. Đấy. Anh em sẽ copy sau đó sang, anh em dán vào đây. Rồi ok. Tiếp theo để lấy được cái địa chỉ doc và cái menu thì anh em quay trở lại cái ví OKX giúp mình. Anh em vào phần nạp nhé. Ở bên cái chỗ quản lý tài sản ấy, nó có cái phần nạp. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Thì anh em sẽ vào phần nạp này và anh em gõ vào khung tìm kiếm cái token doc. Đây, mình sẽ gõ vào. Rồi ok. Đấy, anh em chọn cái token doc này. Thì bên dưới nó có cái doc của cái hệ Tron ấy, anh em chọn. Thì anh em tắt cái cảnh báo này đi. Thì đây anh em sẽ thấy cái deposit nạp. Đó chính là cái địa chỉ và cái comment. Thì đầu tiên anh em sẽ copy cái địa chỉ quay lại bên này, anh em dán vào. Rồi, sau đó anh em lại tiếp tục quay lại ví của OKX, anh em copy cái comment này vào. Cái comment này chính là cái menu đấy. Anh em copy, bấm vào bên cạnh để copy. Sau đấy anh em sẽ quay sang, anh em dán vào. Cuối cùng là ấn nút send. Và ở đây thì nó hỏi mình để mình xác nhận lại một số những cái thông tin xem là nó đã đúng hay chưa. Thì anh em có thể kiểm tra lại cho kỹ, sau đó ấn confirm. Thì ok. Đến đây thì xin chúc mừng anh em đã rút thành công. Và đến ngày 20 này nó sẽ trả cái token về ví của anh em để anh em có thể tiến hành giao dịch. Ok, video hướng dẫn của mình hôm nay đến đây là hết. Nếu anh em cảm thấy video này có ích thì đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ tinh thần mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những cái video tiếp theo.